lấy một chai thôi được không? Đang làm gì đấy? Kiều Su đâu? Kiều Su đâu? Này nè. Hello hello. Bây giờ cả nhà là đang đi đèn. Ngày nay ngày chủ nhật. Bán Mido là đi bộ chảy. Đã bị chạm gương. Giờ đang được mẹ bế. Thank you.
hàn ý thì là đá. Đi hả? Hàng ngày là con có đi ra đây chơi không? Con có tìm thấy Apaman đâu không? Bạn ấy đã lại bóc kẹo ra để nạp năng lượng. Bạn Budo đang đi đâu đây? Cô Nani? Bạn đi tìm chim đi. Nani? Budo không tìm thấy gì rồi. Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Mẹ Trang đâu? Con đi tìm mẹ Trang đi. Mẹ Trang đâu? Wow. Bắt ta nè. Để bạn ở dưới đi, bye bye bạn đi.
bạn Budo đi lúc lúc đi hết mình thì lúc về hết hồn. Đô ơi, Aparman con đầu. Aparman con đầu. Hôm nay con đi tìm bạn Aparman mà. Bạn Budo đã mệt rồi. Bây giờ cả nhà chúng mình sẽ di chuyển đi về. Wow, trời nắng, trời nắng. Hôm nay đi test máy quay ở khu vực đền gần nhà. Và bây giờ là bạn Budo đã về tới nhà. Bây giờ bạn có cảm nhận gì? Bạn nói đi. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Bạn vừa bị muỗi đốt ở đâu? Muỗi đốt con ở đâu? Y tai đâu? Xô. Y tai nè. Thì lần sau đi chơi là phải chú ý nhá. Thế nào, chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Con bye bye các bạn đi. Bye bye. Hai, yoroshiku. Onegaishimasu. Hai, bye bye. Hello. Và chúng mình đã về tới nhà. Khá là nóng. Tại vì hiện tại là bây giờ đang là giờ trưa. Nên do vậy là sẽ đi về để cho bé Budo ngủ trưa. Và ngày hôm nay là ngày cuối tuần nên cả nhà dành một chút thời gian để quay cái video, cái khung cảnh cuối tuần đi dạo khu vực đền gần nhà cho mọi người xem. Nếu mà mọi người thấy hay, hãy like và subscribe và comment ở phía dưới những cái mà video mà mọi người muốn mình quay cái khung cảnh ở Nhật như thế nào, thì rất mong mọi người ủng hộ. Hey.